số series ở bên dưới và thông tin ngày tháng năm sản xuất 2022. Đây là chiếc thẻ quyền lực của chiếc đồng hồ Rolex này và cũng là chiếc thẻ quyền lực của hãng đồng hồ Rolex 116, 508 và năm là 2022. Kỳ Lăng sẽ để chiếc đồng hồ Patek Philippe của Kỳ Lăng đang đeo ở đây và Kỳ Lăng sẽ thử test đeo vào đó chiếc đồng hồ Rolex 116, 508. Wow, quá tuyệt vời, quá đẹp. Mặt màu đen, còn nguyên siêu, mới 100% chính hãng Rolex tại Kỳ Lân Luxury. Và khi quý khách có nhu cầu mua những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để đặt cho mình những sản phẩm đồng hồ Rolex ưng ý.